Kính thưa quý vị, các tỉnh thành miền Bắc chưa có nhiều sự biến động, toàn vùng không có mưa, ban ngày trời sẽ có nắng với mức nhiệt về đêm và sáng dao động trong khoảng từ 18 đến 22 độ, ở vùng núi là từ 18 đến 19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ. Còn vào ban ngày nhiệt độ cao nhất về trưa và chiều trong khoảng từ 28 đến 32 độ, độ ẩm giảm thấp chỉ từ 45 đến trên 50%, trời hanh khô, vì vậy bà con cần hết sức đề phòng các nguy cơ cao có thể xảy ra như hỏa hoạn, cháy rừng. Dự báo từ khoảng chiều tối và đêm ngày 11 tháng 10, toàn khu vực Bắc Bộ thời tiết phổ biến trời nhiều mây hơn, xuất hiện mưa nhỏ, mưa rào nhẹ ở diện rải rác tại một số các khu vực vùng núi. Sau đó từ khoảng chiều tối và đêm ngày 14 tháng 10, mưa rông diễn ra trên diện rộng tại hầu khắp tất cả các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ. Ở miền Trung, khu vực phía Bắc Trung Bộ bao gồm các tỉnh thành khu vực Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An, thời tiết phổ biến không mưa, ban ngày trời sẽ có nắng. Độ ẩm trong không khí giảm thấp với nhiệt độ về trưa và chiều trong khoảng từ 28 đến 32 độ. Còn đối với các khu vực từ Nam Nghệ An trở vào đến Quảng Bình có mưa vài nơi với lượng mưa không lớn. Riêng khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ có mưa rào và dông rải rác cục bộ, có nơi mưa vừa và mưa to. Cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh, nguy hiểm đi kèm. Với các tỉnh thành khu vực Bình Định đến Bình Thuận phổ biến ban ngày trời sẽ có nắng gián đoạn. Về chiều tối có mưa rào và dông ở một vài nơi. Quay trở lại với khu vực Thanh Hóa, sẽ chuyển nhiều mây, xuất hiện mưa từ khoảng chiều tối và đêm ngày 11 tháng 10. Mưa có xu hướng gia tăng từ ngày 14 tháng 10. Lùi xuống phía Nam, với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ở hai khu vực này, mưa vẫn tiếp tục lặp lại về chiều và chiều tối, cục bộ. Nhiều nơi có mưa vừa và mưa to, đi kèm với đó là nguy cơ rất cao xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Và ban ngày trời vẫn sẽ có nắng đan xen với nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên trong khoảng từ 29 đến 31 độ và trong khoảng từ 30 đến 33 độ tại các tỉnh thành khu vực Nam Bộ. Ở khu vực miền Đông Nam Bộ có nơi cao hơn. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai, ngày 10 tháng 10. Ở khu vực Tây Bắc Bộ, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió ở mức cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét, với nhiệt độ thấp nhất là từ 18 đến 21 độ, có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Ở khu vực Đông Bắc Bộ, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió Đông Bắc mạnh cấp 2. Ở vùng núi, đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 20 đến 23 độ, ở vùng núi cao có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất là từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ở phía Bắc có mây, có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Ở phía Nam trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có dông cục bộ, có nơi mưa vừa và mưa to, gió ở mức cấp 2, cấp 3. Cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh với nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 31 độ, ở phía Bắc có nơi trên 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ở phía Bắc trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác cục bộ, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Ở phía Nam trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác cục bộ, có nơi mưa to. Gió Đông Bắc mạnh cấp 2 với nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh với nhiệt độ thấp nhất là từ 18 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng về chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa và mưa to, gió ở mức cấp 2, cấp 3. Cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 23 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ.